Tú Kha, Thu Thảo xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Radio Kết Nối phiên bản đặc biệt Người Tân Hiệp Phá Yêu. Kha này, Kha có bao giờ nghe đến tình yêu sét đánh chưa? Kha đã nghe rất nhiều về tình yêu sét đánh trong sách vở nè, báo chí nè, trong những bộ phim ảnh nè. Nhưng mà trong thực tế ngoài đời thì Kha chưa từng thấy tình yêu sét đánh đó Thảo. À vậy Kha có tin vào tình yêu sét đánh không? Thì Kha đã nghe nhiều người nói và chia sẻ về tình yêu sét đánh. Thì đơn giản là chỉ có hai người gặp nhau và tiếng sét ấy tình đánh chúng và đã tạo nên một tình yêu. Thì Kha nghĩ là Kha có một phần tin vào tình yêu sét đánh đó Thảo. À vậy thì ngày hôm nay Thảo sẽ kể cho Kha cũng như tất cả các thành viên đang xem chương trình về câu chuyện tình yêu sét đánh của tác giả Rồng Đất, một thành viên của đại gia đình Tân Hiệp Phát. Anh à, tính đến nay thì chúng ta đã về ở với nhau cũng gần được 5 năm rồi anh nhỉ. Trong thời gian qua, chúng mình đã có nhiều niềm vui cũng như nhiều nỗi buồn. Anh nhớ ngày đầu tiên anh vào Tân Hiệp Phát xin việc không? Người ta thường nói tình yêu sét đánh mà em không có tin. Nhưng hôm nay nó lại đánh trúng em mới buồn cười chứ. Quen nhau chỉ mới 3 ngày thì anh nói với em là anh không muốn yêu đương, rồi chán lại chia tay. Giờ anh muốn quen là xác định lấy làm vợ. Lúc đó sao em dễ dãi vậy không biết, em cũng đồng ý luôn. Ngày hai đứa hẹn hò đầu tiên, ngày đó là ngày sau ca đi làm về, hai đứa mình đi ăn, khi đó anh còn có 100 ngàn à. Anh nói là anh dẫn em đi ăn và em thì sẽ dẫn anh đi uống nước, vậy mà em cũng chịu, đúng là dạy trai anh nhỉ. Chúng ta cứ thế trải qua tình cảm trong công ty, thời gian dành cho nhau đâu có nhiều vì mình đi làm 12 tiếng mà. Anh vào làm không lâu thì ông ngoại anh bị bệnh, phải nhập viện chữa rẫy. Anh có nhớ không, ngày đi thăm ông anh ở trên bệnh viện cũng là ngày ra mắt gia đình anh luôn đó. Hôm đó, leo cầu thang lên tới lầu 6, ôi mệt biết bao nhiêu, nhưng chưa hết đâu, còn gặp mẹ anh và bác anh nữa, mệt và run ơi là run luôn. Sau buổi gặp mặt đó thì ông ngoại cũng đã đồng ý và nói với mẹ anh là phải lên nhà em. Vậy là từ ngày đó, hai đứa mình đi đăng ký học giáo lý hôn nhân. Em nhớ như in ngày mà mẹ anh, cậu anh cùng với anh, em ra bắt xe để lên nhà em, thì bị xe bỏ chạy qua một đoạn xa. Lúc đó ai cũng bực hết, phải bắt taxi để đến chỗ xe chờ. Rồi cuộc gặp mặt hai gia đình cũng tới, nhớ nhất hôm đó cũng là ngày sinh nhật của em luôn đó. Hôm đó em của em cũng có mua bánh kem và làm ít món ngon cho bữa cơm buổi chiều trước khi gia đình anh về. Hôm đó ba mẹ và em đã khóc khi nghe con gái nói lời cảm ơn. 6 tháng sau thì ông ngoại mất và gia đình cũng có chuyện nên anh đã xin nghỉ việc. Lúc đó anh một nơi và em một nơi. Những câu chuyện buồn cũng đã qua. Vậy là hai chúng ta đã có một đám cưới vui vẻ. Sau khi buổi tiệc kết thúc thì không ai ngờ được rằng ngày đó đã xảy ra sóng gió lớn trong đại gia đình luôn. Những người lớn trong gia đình thì xích mích với nhau, mẹ thì bị té cây nhập viện. Sự việc chưa kết thúc ở đó. Lúc nghe anh nói hai tay anh bị tê không làm gì được, lúc đó em suy nghĩ sao mà ông trời trớ trêu với em vậy, bất lực và buồn chán. Đùng một cái em có tin vui, niềm vui đó đã làm động lực thúc đẩy em mạnh mẽ hơn. Và anh luôn yêu thương em, chăm lo cho em, động viên, an ủi em vượt qua tất cả mọi điều. 9 tháng 10 ngày, đứa con đầu của mình lì thật, đến ngày ra rồi mà cũng không chịu ra luôn, làm cho ba với mẹ lo lắng, sợ hãi vì lần đầu được làm ba mẹ mà. Sau 2 ngày ở bệnh viện, nhờ bàn tay của các y bác sĩ, con cũng chịu ra với ba mẹ, một thiên thần bé nhỏ đáng yêu. Lần 2 thì ngày đó anh chở em đến bệnh viện bằng xe máy, trời thì mưa rất to, ngoài đường thì nước ngập mà con bé cứ đòi ra làm em đau quá. Em đã cắn bả vai của anh khi đi trên đường, đau nhưng anh không nói gì thêm vì anh biết em còn đau gấp mấy lần so với đó. Vậy là chúng mình đón nhận thêm một thiên thần nữa. Em nhớ hình như là từ ngày mình quen nhau cho đến do cuộc sống mưu sinh mà anh cũng chẳng lãng mạn gì nên chẳng bao giờ tặng quà cho em cả. Ngày kỷ niệm cưới năm nào cũng có việc xảy ra nên chưa có năm nào mà ở bên nhau ngày đó hết. Khi không vì thế mà tình cảm của chúng ta phai nhòa, quan trọng là tin tưởng và yêu thương nhau anh nhỉ. Em thầm cảm ơn công ty Tân Hiệp Phát, chính ở công ty này mà chúng ta đã được gặp nhau và nên duyên như ngày hôm nay.
Từ kết quả tình yêu đó, chúng ta đã nhận về được hai thiên thần đáng yêu. Em luôn cầu chúc anh mạnh khỏe, luôn là chỗ dựa cho ba mẹ con em, luôn yêu thương em, cầu chúc cho Tân Hiệp Phát ngày càng đi lên và cũng là cầu nói cho nhiều đôi hơn nữa. Xin chúc sức khỏe toàn thể mọi người trong tập đoàn Tân Hiệp Phát. Tình yêu sét đánh là có thật, quan trọng là thái độ và tinh thần bản thân mình đón nhận nó như thế nào thôi. Sớm thức giấc thấy sao bồi hồi, ôi tim ta đã yêu thật rồi. Có nỗi nhớ dâng lên cồn cao, yêu là như thế sao? Khẽ nhắm mắt lãng du bềnh bồng, mang tim ta đến nơi tình hồng. Hỡi những chiếc hôn kia nồng nàn, xin đừng trôi qua mau. Anh sẽ không buồn sầu khi đời anh có em. Ta sống trong tiếng cười khi cùng đi bên nhau. Người ơi, dường như lung linh trong nắng giang, ai đang nô đùa ngoài sân. Dường như vu vơ trong gió, gió chợt nói với anh điều gì. Rằng mây sẽ đưa đôi ta bay vào trời xanh. Này em yêu ơi, cô biết trái tim mình sẽ chẳng đổi thay. Và em yêu ơi, hãy đến cho vòng tay ấm thêm mỗi ngày, cùng anh đắm say nên bao câu chuyện thân tiên, chỉ anh và em. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay ban tổ chức cũng rất bất ngờ khi nhận được một lá thư rất đặc biệt, một lá thư được gửi từ tổng giám đốc Trần Quý Thanh với bài thơ dự thi có tên là Tâm sự 40 năm. Tính đến ngày 6 tháng 7 năm 2019 là kỷ niệm 40 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Tôi dự định sẽ đọc một bài thơ tặng nụ, nhưng mà có cuộc thi người Tân Hiệp Phát yêu nên tôi cũng hồ hởi tham gia. Các anh chị em gần xa tham gia cho vui và cho có phong trào nghe. Anh không có hoa, không biết tặng quà, không biết dỗ dành khi em khóc. Anh chỉ có một bờ vai, đôi khi giữa cuồng phong gió lốc, và anh chỉ nghĩ đến em. Đời và những giấc mơ, anh xin dành cho em tất cả. Có những đêm trong căn phòng trống một mình, anh vẫn không thể nói một lời. Nụ, cảm ơn em, chúng ta không bao giờ bỏ cuộc. Hứa cho em anh không đòi lại quà, không đòi lại 40 năm, chỉ là của mình em. Và thêm 40 năm nữa, hứa yêu em anh không đòi lại quà. Tất cả những gì anh đã xây dành cho em, tất cả những gì cho đến hôm nay, em chính là động lực để anh thực hiện. Hứa yêu em anh không đòi lại gì. Các bạn vừa lắng nghe bài thơ của chú Thanh. Bài thơ cũng chính là lời cảm ơn của chú Thanh muốn gửi đến cô nụ. Cảm ơn cô đã đồng hành cùng chú suốt 40 năm vừa qua, trải qua bao nhiêu cay đắng, ngọt bùi trong cuộc sống. Chú Thanh đã thể hiện tình cảm của mình. Còn các bạn, còn ngần ngại gì mà không thể hiện tình cảm với người bạn đời của mình? Và mọi câu chuyện gửi đến của quý vị khán giả, xin vui lòng gửi đến mail doinoi@tsb.com.vn. Và thời gian nhận câu chuyện là từ ngày 27 tháng 5 năm 2019 đến ngày 27 tháng 6 năm 2019. Và ban tổ chức có thể chọn ra 10 câu chuyện ấn tượng nhất để chia sẻ trong buổi lễ 40 năm ngày cưới của chú Thanh và cô nụ. Và cuối cùng, Thu Thảo xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Khi chúng ta già qua phần thể hiện của ca sĩ Phạm Hồng Phước và Hương Giang Idol. Tú Kha, Thu Thảo, xin chào và hẹn gặp lại. Khi chúng ta già đi, anh rời thành phố, mua một căn nhà nhỏ bên ngoài ngoại ô. Nơi yên tĩnh, nơi thanh bình, mỗi khi chiều đôi ta ngồi ngắm mây trôi, ánh hoàng hôn buông. Khi chúng ta già đi, em về miền quê, nuôi thêm mấy con gà người xanh xao. Chúng ta già, tâm đang hơi làn da nhau.
kịp cứu.